Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của ba ông cháu của bác ạ. Tại vừa rồi thì cháu Lực có đi từ trên nhà mới xuống thì không có bắt gặp ba ông cháu ở nhà cả, ở nhà cũ cũng thế, hôm qua ở nhà cả cô bác ạ. Thấy khóa cửa đi đâu rồi. Bây giờ thì ba ông cháu khi mà cháu Lực làm xong cái phần ổ khóa xong thì cũng đi ra ngoài thì cũng khóa cửa mọi cái thì xong mới đi. Đấy, có thể là ba ông cháu hiện tại là đang lên trên nương, trên ruộng để làm. Đấy, gà thì ba ông cháu cũng sau thời gian thì cũng có một số con gà rồi, không có nhiều nhưng mà cũng có vài con. Đấy, ở đây thì cũng có hai con gà mà hôm nọ là bà An Phạm mua cho ba ông cháu thêm với cô bác. Lợn thì hình như là ba ông cháu là vừa mua thêm một con nữa các bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy là ở trong chuồng thì có hai con lợn. Thì bây giờ thì cháu Lực sẽ lên trên nương kia tìm mà em xử xem là em ấy có đang ở trên nương không. Thì vừa rồi thì từ nhà mới xuống thì cũng không thấy có ai ở nhà cả. Cháu Lực cứ nghĩ rằng là ba ông cháu là đang ở nhà cũ dưới này để mà chăm gà, chăm lợn, chăm vịt đấy. Xe thì vẫn ở trên nhà mới. Cháu Lực nghĩ rằng là chỉ có là lên trên nương để mà làm thôi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ lên trên xem là em Sử đang làm ở đâu. Cháu Lực sẽ ghi hình lại cho tất cả các bác cùng biết là vụ này em Sử là trồng cái gì các bác nhé. Đấy, cháu Lực nhìn thấy là sương mù đang có khá là nhiều. Đấy, nhưng mà thấy em Sử vẫn là đang miệt mài đi làm các bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực hỏi là em Sử đang làm ở bên kia. Hay nhìn xung quanh thì ở đây thì cháu Lực không phải là so sánh đâu các bác. Nhìn những cái ngôi nhà mà hàng xóm của Sử ấy thì tất cả là đều được làm bằng cây gỗ sao mộc. Và ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là bà con ở đây thì không có làm phần là không có làm mái hiên hay sao các bác ạ. Đấy, như ngôi nhà này cháu Lực không có thấy cái mái hiên cả. Như ngôi nhà ở trên kia thì cháu Lực cũng không có nhìn thấy cái mái hiên. Chỉ có mỗi là ngôi nhà ở bên này thì cháu Lực nhìn thấy mái hiên thôi. Đấy, nhà của dân bản ở trên vùng cao thì ai ai cũng đều làm như vậy cả các bác ạ. Thế còn gia đình phải có gỗ sao mộc thì mới làm được nhà như vậy ấy. Nhưng mà gia đình không có gỗ sao mộc ấy, chỉ có là như là lấy những cái vầu này về để mà làm nhà thôi. Hay từ xa thì đã nghe thấy tiếng em Sử là dùng cái cuốc cào lên rồi. Rồi chỗ này thì cháu Lực nhìn thấy là em Sử đã cày rồi đấy cô bác ạ. Chắc là chuẩn bị đã trồng ấy, nhưng mà không biết là ở đây em Sử là trồng đậu hay là trồng ngô. Ôi giời, làm thì cũng rất là sạch sẽ này. Ở đây thì chỉ có dùng trâu thì mới làm được thôi, nếu mà dùng máy cày thì không có làm được đâu. Sử ơi, đâu ấy? À, trên đấy à? Hình như là có người gia hộ em Sử nữa. Đấy, vào cái mùa mà bà con làm nương làm giấy như này thì sẽ có hàng xóm là gia hộ cũng như là lấy công ấy. Ô, anh chào Sử nhá. Ô, cả ông cũng ra à? Chào Sử, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở đây là mình trồng chưa? Chưa ạ. Chưa à? Như này là mình chỗ nào mà cây? Trâu nó không cày chúng à? Vâng. Đây mình lấy trâu cày hay là lấy thuốc phun đấy? Trâu cày. Trâu cày thôi à? Sử ra đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? À, ông là cũng đang làm ở bên kia à? Ôi, có đá nhiều đấy nhở, đây á.
Ở chỗ này thì mình trồng ngô à? Vâng. Năm nào cũng trồng ngô hay là có năm mình trồng đậu nữa? Năm nào cũng trồng ngô nữa. À. Trồng ngô này chỉ để cho lợn cho gà ăn thôi nhỉ? Ở phần phía bên mảng phần Đông Bắc như này thì còn có nước để mà làm ruộng, chứ ra bên Tây Bắc bên kia thì người ta không có nước để làm ruộng, là người ta chỉ có ăn mèn mén là nhiều thôi. Đi ra bên kia là xem là ông đang làm cái công việc gì. Cũng mấy hôm rồi chưa có bắt gặp ông đấy cô bác ạ. Đấy, đây là cái ngôi mộ mà người vợ của ông thì cũng vừa mới ra đi thôi cô bác, cũng không vừa mới ra đi là chưa được được một năm rồi em xử bảo ấy. Má này thứ nào đấy chứ em này à? Ê. Này đắm hũ đắm sao đấy? Đắm khâu phi thế. Đắm khâu chứ? À. Chỗ này là phải lấy cào qua thì nó mới không có bị mọc cỏ lên. Đấy, ông đến năm nay là 80 tuổi rồi cô bác, nhưng mà ông ở nhà thì ông vẫn còn là rất là chịu khó làm mà ăn. Các loại thì cháu Lực cũng nhìn thấy là ba ông cháu là đã đi mua phân để mà mình về trồng ngô rồi. Ra đây chưa lắng dép chưa? Ra đây chưa lắng dép chưa? Chờ á? Cái vườn rau cải thì cũng là của nhà ông cô bác ở đây thì cho ở đây thì ông bảo là để lại làm giống để mà năm sau lại tiếp tục trồng ấy. Đây, một người ông mà hy sinh cho em xử với em hai, phải nói là cả cuộc đời luôn cô bác ạ. Đến năm nay thì khi mà được cháu Lực lên chia sẻ cuộc sống của ba ông cháu lên cũng đỡ vất vả hơn một chút cô bác ạ, đỡ vất vả hơn rất là nhiều chứ không phải là một chút nữa. Tại ở đây thì khi mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì không phải là ba ông cháu bỏ mặc ruộng nương nhà mình cả, vẫn tiếp tục là phải làm để mà làm sao mà có được những cái hạt ngô cho lợn cho gà, hay có thể như là gia đình hoặc nhà ba ông cháu khi mà các bác gửi tiền đấy thì cũng biết tiết kiệm để mà mua lợn mua gà về để mà làm mà nuôi để mà nuôi thì độ tầm sau một thời gian thì cũng có khá khá là những cái con gia súc gia cầm rồi. Và hôm nay thì cháu Lực lên thì thấy có một bạn là gái cũng lên hộ em Sử, có thể là các bạn là gia hộ với nhau là để lấy công ấy. Chỗ này thì có phải của nhà Sử không? Có à? Chỗ này chưa cày à? Cày xong rồi á? À cày không được đúng không? À không ai à, có bạn nữ này gia hộ nữa à? Chỗ này thì mình để làm giống thôi Sử ở cái này ấy. Nhưng chỗ nào mà mình không lấy trâu cày được ấy thì là mình lấy vun vun đúng không? Ở nhà Sử thì vẫn còn là cày bằng cái cày bằng cái lưới cày này cô bác này. Ở trên này thì không có dùng máy cày để mà cày được đâu, tại vì là nếu mà mình đi dùng máy cày cày ấy thì nó sẽ cày vào đá thì nó sẽ bị gãy cái phần lưới cày nó đi. Chỗ trên nhà Sử này đã có ai có máy cày chưa? Có nhiều rồi à? Ừ. Máy cày thì mua cũng khá là đắt đấy nhờ. Anh thấy là mua mười mấy triệu ấy. Nếu mà hôm nào được, hôm nào trồng thì là sẽ có nhiều người ra hộ hơn à? Nếu mà mình lấy được công nhiều thì cày trồng một ngày là hết rồi nhờ.
Thế là hôm nay là cả ngày mình cứ đi cuốc chỗ nào mà cày nó không cày được thì mình đi cuốc, mình đi vun nó à? Hôm nào mà cày thì alo cho Quân đến hộ, lần sau là mình lại xuống hộ Quân. À, hôm nào mà trồng ấy. Chỗ này thì mình trồng thì được mấy bao ngô? Không đến đâu. Không đến á? Không đến một bao à? Bẻ xong để trong trinh thuê. À. Không để vào bao. À, không để vào bao này là không biết đúng không? Đấy, vừa mới qua một cái Tết Nguyên Đán xong thì bà con thì ai ai cũng đều là lại phải bận rộn là lên trên nương ngô rồi. Ở đây thì cũng phải là một mình nhà em xử cả. Thế hầu như là gia đình nào cũng thế. Đấy, nhưng mà em xử lại có một cái hoàn cảnh mà rơi vào ấy. Khi mà đi làm ấy chỉ có là hai ông cháu là khác đi làm với nhau thôi. Nếu mà em Hải không đi học ấy thì còn có cả em Hải nữa. Đấy, đến cái lúc mà em Hải với lại em Sử nhỏ thì là ông là người mà vất vả nhiều nhất. Đấy, sau một cái thời gian thì bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái sự mà nỗi buồn thì cũng được là ông là đánh bại hết để mà nuôi nấng được cho em Sử lớn khôn như đến hôm nay. Đến thời điểm hiện tại thì lại bắt đầu là đến em Hải nữa. Như Sử thì có mong muốn là Hải là đi học hết 12 không? Không biết đâu. Không biết à, đấy là hết lớp 9 thôi ạ. Hết lớp 9 thôi á? Vâng. Là đến là nếu mà đi học 12 thì lại không có tiền để đi xuống đấy học nhỉ? Vâng. Nếu mà được các bác giúp đỡ em Hải đi học hết 12 thì em có cho em Hải đi học không? Có. Có à? Bây giờ đáng lo nhất là cái phần về tiền thôi nhỉ. Hay nếu mà em Hải đi học xuống dưới kia thì nếu mà không có xe máy để mà để mà em Hải đi lại của bác thì có thể là tầm độ 1 tháng hay là 2 tháng thì mới về trên nhà là một lần. Ở đây thì cháu Lực cũng đã từng trải qua rồi thì cháu Lực mới biết. Ở nhà thì mặc dù là em Sử vẫn có xe nhưng mà đến cuối tuần ấy. Đến cuối tuần là gia đình nó bận là không có được đi đón. Sử thì đã đủ tuổi làm bằng chưa nhỉ Sử nhỉ? Không biết ạ. Thế năm nay là được 18 rồi đúng không? Vâng. Thế 18 là đủ tuổi làm bằng rồi đấy. Làm bằng thì bây giờ cũng làm mà rất là khó của bác ạ. Không phải là thi ở huyện đâu mà phải đi xuống tỉnh khác để mà thi đấy. Làm một cái bằng xe máy nếu mà cả tiền ăn tiền uống thì chắc là đi cũng phải rơi vào tầm độ là 5-6 triệu đấy. Bây giờ đủ tuổi rồi thì Sử phải đi làm một cái bằng Sử ạ. Thì mới có mình dám đi xa được. Chắc là bây giờ thì em Sử là đủ tuổi rồi thì cháu Đức sẽ xem là làm hồ sơ em Sử em ấy đi thi đăng ký thi bằng.
Thế làm như này thì bạn gái ra hộ thì hôm nào mà lại ra tiếp tục hộ bạn gái à? Vâng. Là bạn gái ra lấy công mình đúng không? Vâng. Hôm nay thì có vẻ như là có người ra hộ ít hơn. Đấy thì hôm nào mà chồng thì sẽ có nhiều người hơn đúng không? Không biết ạ. Hôm nào chồng á? Chưa có công. Chưa có công á, thế nhưng mà người ta cũng về lấy công của mình chứ. Mình phải gọi nó. Mình phải gọi thì người ta mới biết à? Ừ. À. Hôm nào mà cái gì ấy, hôm nào mà làm gì ấy thì là anh vừa bảo ấy thì gọi Quân ấy. Gọi Quân lên hộ, lúc nào mà em lại xuống giả Quân. Đấy. Thế vừa rồi lên thì đã ăn cơm lên chưa hay là chưa ăn cơm? Ăn rồi xong mới lên à? Ừ. Thế là hôm nay là ở nương một ngày đấy nhỉ? Vâng. Ở đây còn cái cuốc nào nữa không? Không có đâu. Không còn là cái gì tí nữa, lúc nào mệt thì bảo anh chỉ anh làm hộ cho. Vâng. Là mình cứ đi vun, là chỗ nào mà mình chưa cày được là mình đi vun thôi đúng không? Vâng. Trên vùng cao thì thưa cô bác ạ, vào trong cái phần nương ngô ấy thì có khá là nhiều những cái tảng đá mà rất là lớn. Đấy, sương mù thì cũng có khá là dày đặc luôn cô bác. Sương mù như này thì sao không ở nhà ngủ đi cho nó ấm áp. Không được ngủ, nhà ngủ mấy nữa là không có ngô để mà cho lợn cho gà đâu nhỉ. Đấy, vừa rồi thì nói trêu em Sử một chút thôi cô bác. Đấy, vẫn biết là các em là lao động từ không phải là từ bây giờ mới lao động cả, lao động từ rất là lâu rồi. Đấy, khi mà được các bác giúp đỡ thì cũng không có ỷ lại hay là lười biếng gì cả, vẫn cố gắng để mà làm ruộng làm nương để làm sao mà mỗi ngày có thêm một cái thu nhập cho cái bản thân của mình. Đấy, thời gian này thì công việc hàng ngày của em Sử là hay lên trên nương là nhiều. Làm nương thì độ tầm mấy tháng thì mình làm xong hết à Sử? Một tháng. Không một tháng à? Thế làm nương xong thì mình bắt đầu làm ruộng đúng không? Cũng khá là lâu là chưa thấy chưa quay hình em Hải ở đây nhở. Mỗi lần là lên thì thưa cô bác ạ, khi mà cháu Lực lên ấy chỉ có em Sử là ở nhà là nhiều thôi, còn em Hải là em ấy đi học, gặp ở thì cháu Lực vẫn gặp ở ngoài đường, vẫn gặp ở chợ kia. Em Hải hay buổi trưa em Hải nghỉ học hay ra chợ để mà ăn cơm, để mà ăn bún ấy. Vừa mới nghỉ Tết xong thì làm thì có bị đau cái bắp tay không? Hôm đầu làm ấy. Có à, lâu lắm không cầm cái cuốc nhỉ? Thành ra là nó bị đau bắp tay. Ở đây thì hôm nọ làm trồng rau cải à Sử? Trồng hết cả cái thửa này, cả cái thửa này luôn à? Trong đây một tí thôi. Trong ở trên này thì gà nó không đến rồi nhở. Thế cái này là đến lúc mà bao giờ nó già đi thì già như này được chưa? Được thế. Như này được à? Thế là cắt đi để mà phơi cho nó khô, năm sau lại tiếp tục là trồng à? Đi đường này à?
À, chỗ này thì đã làm xong hết rồi đúng không? À, còn mối thửa bên trên là làm đốt là xong là mai là mình chỉ việc trồng thôi à? Chưa trồng nữa á? Đi thôi. Đi 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 xuống nhà cô à? Còn số này thì có phải là của nhà em nữa không? Nên không phải à? Những cái cuốc này thì mình cất ở dưới nhà cũ hết à? À, nhà cũ thì coi như là mình để làm kho luôn nhỉ? Ở đây này, đây vẫn còn hoa đào đây. Đây này. Hoa đào này còn đang nở đẹp luôn này cô bác này. Cái đào này là đào to hay đào nhỏ ấy sư? Đào to à? À. Cái cây này có phải là cây dùng của mình để nhộm xôi không? Để làm cơm ăn đúng không? Để làm xôi ấy. Màu vàng vàng á. Ôi nước này nhiều quá tràn này. Cái ruộng của nhà em xử thì em mới bảo là làm xong cái phần nương thì mới đến phần là làm ruộng này cô bác ạ. Cái bình này để làm gì xử? Bình này để mà mang đi phun thuốc à? Bình này chắc là em xử cũng mua khá là lâu rồi cô bác ạ, để mà đi sửa để máy nữa, còn phun thuốc ở mặt nương ấy. Đấy, cái phần bên này thì cũng thiết kế là cho nó đưa ra độ tầm là hơn 1 mét cô bác ạ, để mà mình để được xe hay là để được đồ đạc ở đây thì nó sẽ không có bị ướt. Thời gian mấy hôm nay thì có vẻ như đang mưa thì phần sân có vẻ còn khá là bẩn một chút cô bác ạ, tại vì là cái lá cây này cô bác, là cây trúc này, nó là cây tre này, nó đang chuẩn bị vào mùa rụng lá, cho nên là nó gió thổi bay ra nhà sân, bay ra sân khá là nhiều. Thế còn như cái phần mà vật liệu còn bị phần vật liệu mà còn dư này cô bác này, bột đá này thì là phải nói là hôm nọ cháu Lực cũng lấy lên khá là nhiều một chút cô bác, định dự tính là cái phần sân là sẽ lấy nhiều đá nên là sẽ được lấy vào. Bây giờ thì còn dư khá là nhiều thì, có thể là sau này em xử là dùng để mà giải thêm ở chỗ nào cũng được. Bên dưới kia thì còn cắt nữa và còn thêm một chút gạch nữa. Sử có biết sửa không đấy? Có biết sửa không? Có. Có à? Sửa thì phải nói là em ấy gọi là những cái việc lớn mà em không biết làm, thế nhưng mà những cái công việc mà để mà sửa chữa như này thì em ấy cũng có thể là rất là thạo kỹ năng của bác ạ. Cái máy này thì mua lâu chưa? Máy này thì mua lâu chưa? Mua được tầm mấy năm ấy? Không nhớ rồi. Không nhớ rồi. Ồ, thế chắc là mua lâu lắm rồi đây nhở? Nhìn thấy là cũng lấy dây buộc cả khắp nơi rồi đấy.
Buổi chiều về thì Bảo Hải là tranh thủ là quét sân, quét lá một chút nhá. À, để nó lâu ngày quá thành ra là nó bị nhìn trông rất là bẩn đấy. Thời gian này thì hay lên trên nương là nhiều nhỉ, thời gian này ấy. Thế này trước Sử mua thì bao tiền? Ông mua là Sử mua? Ông mua thôi. Ông mua thôi à? Ổn không đấy? Dùng cái đấy ổn không? À. Được chưa? Sử thì cho nước vào phun như là nó ra không? Được. Không là nó bị tắc rồi. Đây là bây giờ là chuẩn bị là xem đồ đạc là sửa dần là mấy nữa. Còn cái mà dùng đấy nhở? Phải những cái chỗ này này, mình dọn dò rác nó đi sửa để cho nó làm sao mà nó nhìn nó không bị bẩn cho lắm. Nhìn thấy là có rất là nhiều lá cây nó rơi vào đây. Vậy cái nguồn nước này thì chưa đến cái mùa mà khô hẳn cho nên nó chưa có cạn hẳn, nó vẫn bị dò dò ra một chút. Sau một cái thời gian mà sửa chữa thì liệu xem nó có được không? Nó không ra, nó không ra nước thì hỏng rồi. Từ xem cái này là nó có hơi đâu. Coi. Không. Đấy, chắc là phải sửa từ đấy rồi bây giờ ấy. Đây mua chắc cũng là mấy trăm ngàn đấy nhỉ? Sử bơm lại nào, bơm lại như nào. Có vẻ như là không ổn rồi ấy. Này có khi là ông ấy ở mua được tầm chục năm rồi đấy nhở, Sử không nhớ là mua được bao lâu rồi. Đấy thì chắc là hỏng rồi. Hả? Không có hơi rồi à? Nó không bơm được hơi nữa rồi. Nó hỏng thì cất nó đi thôi. Thấy mỗi lần mà lên thì thấy các em là vào trong nhà thì cũng phải nói là dọn đâu vào đấy rất là gọn gàng các bác. Đây, phần phía bên ngoài thì có thể là thời gian này đang là vào mùa mưa các bác, cho nên là mọi cái nó sẽ trong rất là nhiều lá cây, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhá. Đấy, tấm biển thì cháu Lực sẽ treo ra góc bên này một chút thôi cô bác ạ. Tại vì là nếu mà cháu Lực treo ở trên này thì nó bị che một cái phần ô thoáng như kia là không có để mà đóng được. Đấy, để vào đây thì nó là một cái góc mà nó cũng được nhìn thấy là cũng ok rồi. Em nói thì các bác cũng nhắc nhở cháu Lực để mà treo lên trên này một chút đấy. Đấy, có lẽ là cái thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng sẽ phải là kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Và sẽ cùng em Sử là lại tiếp tục lên ra bên kia.
Đây, có lẽ là bây giờ hai anh em sẽ phải nói lời chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị thôi cô bác ạ. Và hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào cô bác. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.